Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Làm trong ngành thì rất là lâu rồi, nhưng mà em phải thừa nhận rằng là cái hãng Kenwood này nó đưa ra những cái mẫu loa phải nói là thực sự đẹp, với cả giá nó rất là dễ anh em tiếp cận. Hôm nay về một cặp này thỉnh thoảng em cũng về, nhưng mà thường là anh em đặt trước rồi lâu lắm. Hôm nay em lên sóng cho anh em Kenwood 39. Sở dĩ bởi vì cứ về thì một vài đôi thì anh em đặt, cho nên cũng không có dịp lên sóng cho bác. Hôm nay lên sóng cho bác nhé. Để các bác là chốt thì chốt ngay này. Một em Kenwood 3.9 tuyệt đẹp. Em này đương nhiên là bát 30 rồi, nhưng mà cái hệ loa của nó thì rất là gấu. Một bát 30 một chung này. Nhưng mà các bác lưu ý là dải tép của em này là sử dụng 3 loa tép. Đấy. Và em trên cùng này là siêu tép, tức là dải trên cả dải tép. Siêu mà các bác. Đấy, âm thanh thì nó có 3 giải bát, trung, tép. Đấy, thì hai cái giải cuối và giải đầu ấy, thì người ta sẽ sản xuất ra những cái loại gọi là super tức là siêu, tức là trên của cái giải đấy. Thì trên của giải tép có super tép, tức là giải siêu tép. Còn dưới của giải bát, tức là trầm hơn nữa của giải bát, đó là super bát, tức là siêu trầm hay là siêu bát. Đấy. Chứ còn super mid thì thực ra là hình như là không có, hoặc là người ta không sản xuất hay như nào là em không rõ. Nhưng mà có một cái loại mid nữa, đó là mid gọi là mid trầm ấy, mid bass. Đấy. Thì chủ yếu là người ta sản xuất hai cái giải, ngoài cái giải tai người nghe. Còn trong cái khoảng đấy thì người ta sẽ sản xuất loa chung và loa mid bass. Đó. Cặp này về cấu hình thì quá ấn tượng rồi. Đo cho các bác kích thước nhá. Để các bác nào mà có những cái không gian nó kê thì em đo chuẩn cho các bác nhìn. Cao của em này là 1m23,8. Cao 1m. 1m đâu? 1m 1m02 chứ. 1m03. 1m03 phẩy mấy đấy. Phẩy mấy cm. Chiều ngang của em này thì nó rơi vào khoảng 38 cm, gần 38 cm. Nói chung anh em phủ bì 38 là đẹp, còn chiều sâu thì cả căng vào nó phải rơi 31. Em này đó là căng gỗ hai bên viền này. Đây, em đậy cho các bác xem một bên nó sẽ như thế này. Cái clip sau em sẽ test nhạc cho anh em nhé. Kenwood 39 dùng một tay nó hơi khó đấy. Ok đấy, khi mình đậy căng vào nó sẽ liền lạc như này. Cái vân gỗ này nó sẽ liền với cả cái vân dưới, nhìn nó rất là hài hòa. Đấy. Về thông số kỹ thuật đây anh em, nó ghi luôn trên tem, khá là dễ nhìn. Cái trở kháng 8 ohm là một trong những cái dòng trở kháng mà dễ nhất rồi. Dễ nhất là hai dòng 6 và 8 ohm. Em này 8 ohm, công suất maximum 180W, tần số đây anh em nhé, 30Hz đến 20.000Hz. Chữ K này là 1K là 1.000 đấy các bạn nhé. Loa thì rất là đẹp, bát 30, đấy, màng gần sóng nhá, rất là chất lượng, gần vải zin, em gần mist này cũng là zin luôn nhá, gần vải thì nó không phải thay các bác nhé, nó không bị mùn. Chiếc bên này cũng vậy. Đó, một cặp loa đẹp như này giao lưu với anh em với mức giá là 10.300.000. 10.300.000. Anh em sở hữu ngay một cặp loa với cấu hình quá là ấn tượng. Em này các bác có thể kết hợp nghe nhạc và thi thoảng anh em hát nghêu ngào cũng được nhé. Kenwood 3.9. Hẹn các bác clip sau em sẽ lên sóng cho các bác. Em sẽ chọn cho các bác một chiếc âm ly và em lên sóng cho các bác nhé. Các bác chú ý đăng ký kênh đón chờ clip tới. Xin chân thành cảm ơn các bác.